Cái trẻ cặp kè cùng lúc 5 người đàn ông bòn vét được 9 triệu mỗi ngày, trả được nợ học phí sau 2 năm. Xôn xao cô gái 19 tuổi nhưng lại có thói quen cặp kè, yêu đương cùng lúc nhiều người chỉ để phục vụ nhu cầu tiêu xài của bản thân. Dựa trên mối quan hệ tình tiền, ai nghe được cũng phải đều sốc toàn tập với số tiền mà cô ấy đã bòn rút. Mạng xã hội đang đồng loạt loan truyền, đưa tin về câu chuyện của một cô gái là nữ sinh chỉ mới 19 tuổi nhưng lại có tình trường khá phức tạp bởi cô cùng lúc yêu đương cặp kè với 5 người đàn ông. Đặc biệt cả năm lại rất vui vẻ trong việc chu cấp tiền cho nữ sinh này, với số tiền lên đến con số không hề nhỏ, giúp cô gái trẻ có thể trả được nợ học phí chỉ sau 2 năm. Lý do khiến câu chuyện này nhanh chóng trở nên dậy sóng ở trên cộng đồng mạng là bởi thời gian qua, vấn nạn những cô gái trẻ bòn rút tiền của đàn ông thông qua ứng dụng tìm bạn online, hẹn hò trực tuyến đang là đề tài nóng hổi, nhất là khi một nữ YouTuber còn đăng đàn chia sẻ cách moi tiền từ đàn ông khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Nữ sinh cặp kè cùng lúc 5 người trong câu chuyện trên là một ví dụ điển hình khi cô cho đây là một công việc, hình thức kiếm tiền để nuôi sống bản thân. Cụ thể, cô gái 19 tuổi này có tên là Racy Adams, cô đến từ Belfast, Anh. Hiện cô đang là một sinh viên, theo học chuyên ngành tâm lý học tại Đại học Lincoln. Đây cũng được xem là một nền tảng khá tốt, giúp Racy có thể dụ dỗ được những nhân tình của cô, chu cấp và chăm lo một cuộc sống đầy đủ. Được biết, Racy đã bắt đầu chiêu thức kiếm tiền này từ năm 18 tuổi. Cô dùng số tiền thu được để chu cấp cho bản thân, phục vụ ăn uống, mua sắm những món đồ hiệu đắt đỏ, sinh hoạt cá nhân. Ngoài ra còn để thanh toán cả khoản học phí đại học mà cô đã nợ ở trường. Chia sẻ trước truyền thông, Racy còn không ngại ngần tiết lộ mọi chiêu thức mà cô đã sử dụng để có được tiền. Theo đó, nữ sinh này cho biết cô từng hẹn hò cùng lúc đến 5 người đàn ông, tất cả đều được Racy làm quen qua ứng dụng hẹn hò. Sau một khoảng thời gian nói chuyện, tìm hiểu thì sẽ bắt đầu gặp mặt, hẹn hò thường xuyên trước mỗi buổi hẹn. Cô gái trẻ này thường sẽ nhắn với đối phương chuyển tiền để cô có chi phí cho váy áo, phục sức. Những người đàn ông trong mối quan hệ với cô đều nghe theo lời ngon ngọt, chuyển tiền vào tài khoản Racy mà không một chút suy nghĩ. Chưa dừng lại ở đó, Racy còn cho biết mỗi buổi hẹn cô đến thường luôn được diễn ra tại các nhà hàng, không gian sang trọng. Mỗi bữa ăn có thể lên đến 100 bảng Anh, tương đương gần 3 triệu đồng. Ngoài ra, Racy còn được nhận thêm 150.000 bảng Anh, khoảng 4,3 triệu đồng sau mỗi lần hẹn hò, xem như chi phí để cô đến tham dự. Với cách kiếm tiền này, Racy cho biết lúc đầu cũng cảm thấy khá ngại ngùng, chưa quen lắm. Nhưng những người bạn nữ xung quanh cô đều thực hiện những việc làm này, xem đây là một ngành nghề làm ra tiền. Từ đó, Racy cũng đã dần tự tin hơn cho mỗi cuộc hẹn với những người đàn ông. Cư dân mạng còn ngao ngán hơn khi Racy có tư duy rằng rất yêu thích và hứng thú với công việc này, bởi vừa nhàn hạ, chỉ cần ăn mặc đẹp, nói chuyện tán gẫu trong không gian sang trọng, lãng mạn, sau đó có một số tiền mang về. Hơn nữa, khoản chi phí này cũng không hề nhỏ, có thể giúp cô có được cuộc sống tốt. Sau 2 năm miệt mài cặp kè với nhiều người đàn ông, Racy cho biết đã kiếm được 30.000 bảng Anh, khoảng 900 triệu đồng. Với số tiền này, nữ sinh 19 tuổi này đã có thể chi trả toàn bộ chi phí đã nợ ở trường. Càng thêm yêu thích hơn công việc, Racy đã quyết định đặt lịch hẹn nhiều hơn với mục tiêu kiếm thêm được tiền. Racy còn không ngần ngại cho biết thêm, thời điểm hiện tại, cô đã tự tin có thể kiếm được 300 bảng Anh mỗi ngày, tương đương gần 9 triệu đồng. Với những lối tư duy về cách kiếm tiền này, Racy đã gây không ít những tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, việc đào mỏ này không khác gì lợi dụng đàn ông, lừa tình và lừa cả tiền, xem tình yêu là một trò chơi để moi móc, dụ dỗ đàn ông. Nhiều người chỉ trích, cho rằng hành động trên không được nên truyền bá rộng rãi, cần phải lên án và bài trừ, tránh ảnh hưởng đến lối sống của giới trẻ hiện đại.